mới đây tại ninh bình cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp và tổng cục quản lý thị trường bộ công thương đã phối hợp tổ chức hội thảo chính sách quản lý xử lý và tiêu hủy hàng giả hàng kém chất lượng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia các đơn vị quản lý thị trường địa phương các sở công thương sở tài nguyên và môi trường và đơn vị có liên quan các đại biểu tham dự đã trao đổi thảo luận về hiện trạng công tác quản lý, xử lý, tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng, chia sẻ các kinh nghiệm của các địa phương trong công tác xử lý tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng cũng như những khó khăn vướng mắc trong công tác này nhằm đáp ứng các mục tiêu về bảo vệ môi trường. Thực tế thời gian qua, việc quản lý, xử lý hàng hóa vi phạm bị thu giữ gặp nhiều khó khăn do vấn đề kinh phí, sự tham gia phối hợp giữa nhiều đơn vị khác nhau đặc biệt là hệ thống pháp luật quy định về việc quản lý xử lý tiêu hủy các loại hàng hóa vi phạm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường hiện chưa đồng bộ việc tiêu hủy hàng giả hàng kém chất lượng trong quá trình phát hiện thu giữ đã và đang là vấn đề được quan tâm của các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các quy định liên quan hướng tới mục tiêu phát triển bền vững